Và wow, tiếp theo đây là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin mở đầu với Ngô Minh Huy. Kính thưa quý vị, Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thăm tàu tuần duyên Cộng sản Việt Nam tại Hawaii. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin hai chuẩn tướng Jennifer Short và Alan Lister thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã tới thăm tàu CSB-8021 của Tuần Duyên Cộng sản Việt Nam khi chiếc tàu này dừng ở Hawaii trên đường từ Seattle về Việt Nam. Đây là chiếc tàu hoán cải từ tàu Tuần Duyên lớp Hamilton, từng thuộc biên chế Tuần Duyên Hoa Kỳ và là tàu thứ hai thuộc lớp này mà chính phủ Hoa Kỳ viện trợ cho Tuần Duyên Cộng sản Việt Nam. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo rằng hai tướng Hoa Kỳ đã gặp gỡ sĩ quan chỉ huy tàu Đặng Lê Sơn và chào đón thủy thủ đoàn tới Honolulu và bày tỏ mong muốn hỗ trợ thủy thủ đoàn trong thời gian lưu trú tại đây. Tuần duyên CSB-8021, trước đây là tàu John Mickett, đã được Hoa Kỳ chính thức chuyển giao tàu cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, thủy thủ đoàn mới của tàu gồm các sĩ quan của Tuần duyên Cộng sản Việt Nam đã được phía Mỹ đào tạo về vận hành tàu, quản trị hệ thống và các trang thiết bị của tàu Tổng giá trị chiếc tàu và các hoạt động hỗ trợ liên quan là 27 triệu Mỹ kim và là viện trợ an ninh của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Tàu CSB 8021 rời cảng cũ ở Seattle, tiểu bang Washington vào ngày 1 tháng 6 vừa qua sau khi hoàn thành quá trình trang bị và huấn luyện cho thủy thủ đoàn thuộc tuần duyên Cộng sản Việt Nam. Kể từ năm 2011 cho đến nay, Hoa Kỳ đã hỗ trợ hơn 450 triệu Mỹ kim cho các chương trình quốc phòng và an ninh tại Việt Nam. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Thủ tướng Cộng sản Phạm Minh Chính cho rằng ngân sách chỉ là vốn mồi nên phải tìm cách thu tiền các tuyến đường nhà cầm quyền đầu tư thưa quý vị. Báo Lao động ngày 10 tháng 6 năm 2021 loan tin, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đưa ra cách thu tiền đối với các tuyến đường mà nhà cầm quyền đầu tư. Ngoài ra thì ông chính còn yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tìm cách để thu hút nguồn tiền của người dân trong bối cảnh nguồn lực ngân sách của nhà cầm quyền hạn chế. Ông chính cho rằng tiền ngân sách chỉ đóng vai trò là vốn làm mồi có tính chất hỗ trợ. Điều này được người dân hiểu rằng nhà cầm quyền còn đáng sợ hơn các công ty đầu tư xây dựng các trạm BOT. Vì ít nhất là các công ty còn vay vốn, bỏ tiền ra để đầu tư và thu tiền từ các tài xế, còn nhà cầm quyền thì lấy tiền thuế của người dân đầu tư làm đường để thu thêm tiền kiếm lợi nhuận. Ngoài việc tìm cách thu tiền đầu tư giao thông, ông chính còn yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải cắt bớt nhân sự theo hướng giảm nhân sự đầu mối, giảm nhân sự trung gian, giảm nhân sự cấp phó, bảo đảm được một cơ quan phải thực hiện được nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan thực hiện chứ không giao cho nhiều cơ quan cùng làm như hiện tại. Cũng một nguồn tin từ Việt Nam cho hay, một thanh niên nhịn đói 3 ngày không có gì ăn vì bị cách ly. Ngày 12 tháng 6 năm 2021, cộng đồng mạng Facebook Việt Nam loan truyền thông tin một thanh niên sống trong khu vực cách ly đã phải nhịn đói đến run rẩy vì không có gì để ăn trong suốt 3 ngày. Thanh niên này tên là Lương Ngọc Hiểu, 17 tuổi, quê ở tỉnh Lạng Sơn, Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi, em thì còn nhỏ nên Hiểu đã xuống thôn Xuân, xã Tân Tiến, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, ở trọ để làm thuê theo thời vụ giúp bố nuôi em. Không may cho Hiểu, khi mới xuống Bắc Giang được một thời gian ngắn, thì trong thôn xuất hiện người bị nhiễm dịch Covid-19, nên nhà cầm quyền cách ly cả thôn. Lúc này thì Hiểu không có tiền, nên em đã phải bán điện thoại lấy 300.000 đồng, mua hai thùng mì tôm để ăn qua ngày. Sau 19 ngày ăn mì tôm liên tục thì Hiểu không còn gì để ăn, và phải nhịn ăn 3 ngày liên tục, khiến người đói run rẩy nhưng Hiểu chỉ im lặng, chịu đựng. Đến ngày hôm qua 11 tháng 6, người dân phát hiện Hiểu trong tình trạng chân tay run lập cập thì mới biết sự việc. Ngay sau đó thì họ đã mang nhiều đồ ăn đến giúp đỡ Hiểu, tuy nhiên không ai thấy sự xuất hiện cũng như sự giúp đỡ của phía nhà cầm quyền như là tổ chức đoàn thanh niên, hồng thập tự, mặt trận tổ quốc và rất nhiều tổ chức khác. Một bộ phận dư luận bất mãn cho rằng, trường hợp của Hiểu cũng chính là của rất nhiều người dân lao động khác ở Việt Nam khi nhà cầm quyền thực hiện cách ly xã hội để chống dịch nhưng lại không hề quan tâm đến hoàn cảnh của người dân sống chết ra sao và không có bất kỳ một sự hỗ trợ nào. Tin về nạn buôn người ở Việt Nam gia tăng trong đại dịch Covid-19, thưa quý vị, các nhóm nhân quyền khuyến cáo về nạn buôn người ngày càng gia tăng khi đại dịch đẩy nhiều người dễ bị tổn thương đến bờ vực. Họ cho biết rằng bất chấp việc biên giới bị đóng cửa, người dân vẫn đang vượt biên trái phép vào Trung Cộng và Myanmar. Các tổ chức nhân quyền khuyến cáo rằng số ca COVID-19 đang gia tăng ở Việt Nam khiến cho nạn buôn người và buôn lậu tăng vọt khi người dân trở nên tuyệt vọng hơn về mặt tài chính. Họ cho biết thêm rằng bất chấp việc Việt Nam đóng cửa ở biên giới trong bối cảnh đại dịch, những kẻ buôn người và buôn lậu tìm ra những cách thức mới để vận chuyển người không chỉ trong nước mà còn qua biên giới. Ông Michael Rosowski, người đồng sáng lập tổ chức Rồng Xanh có trụ sở tại Hà Nội, một tổ chức giải cứu trẻ em cho biết hầu hết các vụ buôn người mà ông từng giải quyết đều liên quan đến trẻ em gái và phụ nữ thuộc các dân tộc thiểu số. Các ổ dịch COVID-19 bùng phát ở tỉnh công nghiệp Bắc Giang miền Bắc. Ông Broskowski cho biết ông nhận được nhiều báo cáo về việc các cô gái bị thành niên bị bán vào các quán karaoke, những nơi được cho là bình phong cho các nhà thổ. Ông Brotsovsky tuyên bố rằng mặc dù biên giới của Việt Nam bị đóng cửa nhưng nạn buôn người và buôn lậu vẫn diễn ra vào nước láng giềng Trung Cộng. Trong năm qua, hơn 70 người được rồng xanh giải cứu từ bên trong Trung Cộng. Tổ chức này đánh dấu cuộc giải cứu thứ 1.000 vào tháng riêng. Kính thưa quý vị, vụ án một phụ nữ châu Á bị tấn công ở San Francisco xuất hiện tin tiết mới. Vào ngày 17 tháng 3, một ngày sau vụ nổ súng ở Spa Atlanta, Làn sóng bạo lực quốc gia chống lại người Mỹ gốc Á dường như đang lan truyền trên đường phố San Francisco. Stephen Jenkins, một người đàn ông vô gia cư 39 tuổi, có tiền sử mắc bệnh tâm thần nặng từ lâu, bị bắt vì tội hành hung hai cư dân châu Á. Trong đó có một phụ nữ 75 tuổi, người dũng cảm chiến đấu với kẻ tấn công bà. Nhiệm vụ bào chữa cho Jenkins được giao cho một luật sư gốc Đài Loan tại văn phòng luật sư bào chữa công San Francisco, ông Eric McBurney trong vòng vài ngày thì hộp thư đến trong email ông McBurney nhận đầy những thông điệp kỳ thị. Điều này đặt ra câu hỏi tại sao ông với tư cách là một người Mỹ gốc Á lại bào chữa cho một người bị cáo buộc về một cuộc tấn công kinh khủng nhắm vào người châu Á. Trong nhiều tháng kể từ vụ tấn công, thì ông McBurney tiến hành một cuộc chiến chống lại dư luận và những gì ông mô tả là một câu chuyện sai sự thật. Trong một nỗ lực nhằm xóa tan quan điểm rằng thân chủ của ông hành động vì kỳ thị, vào tháng 4 thì ông McBurney phát hành một đoạn video dài 7 phút cho thấy vụ hành hung bà Sia và những khoảnh khắc trước đó. Vào ngày xảy ra vụ tấn công, Jenkins, người vô gia cư trong thập niên qua, được nhìn thấy bị đấm và đá hàng chục lần bởi một số kẻ tấn công không rõ danh tính, các cuộc tấn công mà luật sư McBurney mô tả là vô cớ. Một kẻ tấn công đấm vào mặt Jenkins và sau đó truy đuổi ông qua một vỉa hè trên Market Street. Jenkins loạn choạn, xoay người và đánh trả. Ông đánh thẳng vào mặt bà Zia, người đang ở góc phố. Tiếp theo là bản tin liên quan đến một người đàn ông Florida đối mặt với 30 năm tù vì phá hoại tài sản của gia đình người Mỹ gốc Á và gửi tin nhắn đe dọa. Thưa quý vị, một người đàn ông ở Daytona Beach, Florida đang phải đối mặt với 30 năm tù giam sau khi bị kết tội phá hoại nhiều chiếc xe hơi của một gia đình người Mỹ gốc Á trong tuần này với những nhóm từ kỳ thị chủng tộc. Kyle Christensen, 34 tuổi, phun sơn lên hai chiếc xe của gia đình và rải đinh vào đường lái xe của họ vào ngày 29 tháng 7 năm 2020. Hai chiếc xe đậu tại nhà của gia đình ở New Smyrna Beach là một chiếc xe bán tải màu đen thuộc sở hữu của một thành viên nam và một chiếc xe sedan Honda màu xám thuộc sở hữu của chị dâu của thành viên nam đó. Thiệt hại được báo cáo là hơn 5.000 Mỹ Kim. Theo như WFTV, Christian Linh, người hiện đang bị văn phòng cảnh sát trường Volusia giam giữ, bị bắt vào ngày 9, thưa quý vị, vào tháng 9 năm 2020. Christensen bị kết tội với hai tội danh cố ý phá hoại tài sản với các tình tiết tăng án kỳ thị. Từ trọng tội cấp độ 3, mỗi tội bị phạt đến 5 năm tù và các tội của Christensen trở thành một trọng tội cấp độ 2, mỗi tội có thể bị phạt đến 15 năm tù. Theo như tờ Daytona Beach News Journal, vào ngày 24 tháng 7 năm 2020, 5 ngày trước khi vụ phá hoại xảy ra thì vợ của nạn nhân nam nhận được một tin nhắn trên Facebook nhắm vào gia đình với những nhóm từ kỳ thị chủng tộc và ám chỉ người Việt Nam. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của SBTN trong giây lát, chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin thương mại.